Chồng mình đang chiên trứng với lại làm bánh mì, còn mình thì ăn bánh mì với lại bơ đậu phộng với lại chuối thôi. Trời ơi, ngày mai là đi về Việt Nam rồi. Chuối này nó chưa chín lắm sao cứng. Mình đã tới được sân bay. Không khí Giáng sinh ở sân bay này các bạn. Đi ăn với bạn. Cười coi. Nhanh cười coi. 420, còn con ăn thổ 20. Trời ơi, mình mua được ly Sintoper uống rất là ngon luôn. Kế bên chỗ mình ở. Xin chào các bạn, hôm nay là ngày thứ hai mình ở Sài Gòn. Nhưng mà ngày hôm nay mình mới cầm cái máy lên để quay lên Sài Gòn thì cũng bận rộn á các bạn. Mình sẽ quay lại một buổi cà phê cùng bạn bè cho các bạn cùng xem nha. Bây giờ thì mình sẽ xuống dưới lầu, chắc bạn mình đang đứng đợi mình á. Nhiều quá, nhưng mà cay lắm. Tầm cay lắm đâu. Ăn nhiều nha. Cái con quỷ này nhiều lắm á. Nước bỏ chung đây đi, hơi cắn. Nước 13 kg nè. Để sạn này sôi để bằng bên đây đi. Nhiều quá vậy? Cái đó mình hô sơ nhẹ đó. Quá sơ. Quá nhiều quá. Hết hết hết. Đó chạy dao cho sạch thôi là. Mấy trái rồi? 2 trái. Cái 13 phải không? Cái đó nó công con vớt nó nhất nữa chứ bình thường có gì đâu, phải không? Rồi 13 rồi. Mình mua đàng hoàng. Cái này nhì phải không? Rất nhì quá. Cái nó không nhì luôn vậy, cái múa chết. 10 kg đi. 10 kg đi. Hơn 10 kg. Nó đủ 9 kg không? Còn Cái này 8 kg mấy. 8 kg đi, còn bù qua cho. Con gà nó kêu quá.